Nhắc đến Chú đó thì cũng có nhiều cái sự hiểu lầm về những tác phẩm. Một trong những cái bài hát tiêu biểu cho mùa Noel mà bây giờ nhờ chú nhắc là của chú hay của chú Nguyễn Vũ hay mùa Noel? Bây giờ nhắc đến ca khúc Hai Mùa Noel đó thì tôi có nhiều kỷ niệm nha. Mỗi lần mà gặp Nguyễn Vũ thì Nguyễn Vũ đều nói với các bạn đó, đây này, này xin giới thiệu các bạn, đây là một nhạc sĩ đối thủ của tôi, bởi vì tôi viết bài Thánh Ca Buồn là cuộc ông này viết Hai Mùa Noel đối thủ thôi. Nhưng Nguyễn Vũ cũng nói vui, nhưng mà nhiều khi tôi cũng thấy không được vui lắm, bởi vì có một số các bạn yêu nhạc ở trên mạng á thì cứ giới thiệu là Hai Mùa Noel là Nguyễn Vũ, thì mỗi lần tôi thấy xuất hiện trên đó tôi rất bức xúc, nhưng mà tôi không biết làm sao để mà cũng như mình để giải trình. Và tôi cũng ngại anh Đài Phương Trang này, ảnh nói tại sao mà người ta ghi nhầm vậy mà mình không đính chính. Nhưng mà các bạn cũng hiểu, tức là Nguyễn Vũ á, cái thời gian trước á mình đâu có rành về, về mạng nít đâu, internet đâu có rành, mà cũng không biết ai mà đưa đó bài đó lên nữa, cái thời gian mới sơ khai đó đâu biết ai. Nhưng mà dần 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 tới sau này rồi thì có rất nhiều đơn vị làm, thì mỗi lần làm là người ta cũng nhắc đến là bài Hai Mùa Noel là của Đại Phương Trang, còn bài Thánh Ca Buồn của Nguyễn Vũ. Và thậm chí chú nói luôn ở bên Thúy Nga Paris cũng giới thiệu chú sai cái bài Hai Mùa Noel, Dạ đúng, nó ghi là Nguyễn Vũ à Nguyễn Vũ luôn. Nhưng mà chú không có nói gì, chú chỉ nhắc nhỏ thôi, Dạ. nhắc nhỏ ở mốt để tin cho đúng rồi, Dạ. chứ chú không có đặt ra thành vấn đề gì hết, Đúng. bởi vì chú nghĩ cái đó là một cái sơ sót, Dạ. mà làm bất cứ việc gì phải sơ sót thôi, Dạ. và sau khi sơ sót thì mình chỉnh lại thôi, cái Dạ. bình thường. Nhắc đến Hai Mùa Noel cũng như là bài Thánh Ca Buồn của chú Nguyễn Vũ là xem như là hai bài Noel tiêu biểu của nhạc Việt Nam mình, coi như là một cái Valentine của Mỹ vậy đó. Cứ Noel nào cũng phải nghe. Bây giờ nhờ chú nhắc thêm về cái hoàn cảnh ra đời của Hai Mùa Noel. Thì về hoàn cảnh ra đời của bài này đó thì chú vẫn nhớ mãi nha. Tức là lúc đó là chú viết nhạc cộng tác với nhạc sĩ Nguyễn Đông rất nhiều bài rồi, và tôi cho tới năm 73 đó, 73 thì nhạc sĩ Nguyễn Đông là có đề nghị chú là viết một bài chủ đề về Noel để làm một cái đĩa mới, vừa đón chào Noel vừa là chào năm mới luôn. Đó. Thì lúc đó chú nhận lời xong thì chú về chú suy nghĩ, và mình phải suy nghĩ, mình tìm một cái chủ đề, tìm cái nội dung ha, rồi tìm một cái thể loại gì để viết ha. Thì đêm đó chú nằm chú nhớ lại, chú nhớ lại cái đường em nuôi em năm trước á, nuôi năm trước á, thì chú có đi thì chú có đi ra Dương Cung Thánh Đường vào đúng đêm Noel. Mà chú nhớ thế này nè Jimmy, cái người miền Nam cũ á, bất cứ tôn giáo nào vào dịp Noel là họ cũng đổ ra đường để đổ ra đường để mà đón cái không khí Noel, chứ họ không phải là con chim đó. Mà đó là chú nghĩ đó cũng là một cái đặc tính của người miền Nam cũ vậy đó, chứ hãy có lễ mà nó mang một cái tính mà cộng đồng nó vui đó, họ đổ ra thì chú cũng qua trong dòng người đó. Chú cũng đi lên Vương Cung Thánh Đường, bởi vì ở Sài Gòn thì cái Vương Cung Thánh Đường nó to Được. lớn, Một tiêu biểu của Sài tiêu Gòn. biểu. Thì chú đi tới Vương Cung Thánh Đường, đi ngang qua một gốc cây, một cây to, chú thấy một thanh niên ăn mặc bánh bao cũng cỡ như Jimmy vậy đó. Còn trẻ lắm nha, ăn mặc bánh bao lắm nha, mà cái người đó là không nhìn vô ngay cái Vương Cung Thánh Đường mà nhìn ngược lại và nhìn đồng hồ tay, mắt giáo giác vậy. Thì chú đi ngang đó, chú nghĩ à đây anh chàng này chắc chờ người yêu, hai người hẹn nhau ra đi chơi đêm Noel. Thì cái hình ảnh đó nó đi qua chú thôi, và chú đi vô Vương Cung Thánh Đường chú xin dự lễ, và cũng xin nói rõ chú không phải là con chiên, Không phải là người Công giáo. người khẳng định Công giáo. Thì khi mà chú xem lễ cho tới nửa đêm nha, nửa đêm người ta lần lượt ra về, lần lượt ra về hết, từ từ chú cũng đi từ từ ra về hết, thì chú đi ngang cái gốc cây đó gặp cái người thanh niên đó vẫn còn đứng đó, mà lúc này cái nét mặt là buồn lắm rồi, lúc nửa đêm rồi mà. Nửa đêm buồn lắm nha. Thì chú đi ngang đó chú đứng lại chú nhìn một cái để mình cám cảnh, mình cám cảnh cho một người mà được người yêu hẹn mà không đến, nghe chưa? Thì cái hình ảnh đó nó in vô trong trí chú, in trí chú đó. Thì khi chú được nhạc sĩ Nguyễn Đông đề nghị viết bài Noel, thì ngay trong đêm đó chú ngồi dậy chú phát thảo ra cái bài đó, và
đưa cái nội dung, đưa cái nội dung nó vô kèm với cái hư cấu của mình, nhưng mà lấy hình ảnh, lấy hình ảnh là hai người hẹn nhau, đó là cái xuất xứ của cái bài Noel đó. Mùa Noel đó chúng ta quên bên giáo đường, mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu, quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu, nhìn nhau không nói lên câu vì biết nói nhau gì đâu. Và sau khi cái đĩa có hai bài Noel, trong đó đặc biệt có bài Nguyễn Vũ nữa, là bài Thánh Ca Buồn. Thánh Buồn. Còn nhạc sĩ Lương Đông thì bài Mùa Sao Sáng, Bóng sáng Nhỏ Giáo Đường. Đó à, đó cái, tập trung trong bài đó đó. Thì khoảng chừng hơn nửa tháng sau thì chú được cái nhà xuất bản nhà xuất bản và hãng đĩa đó, đó gửi chú một cái thơ. Cái thơ đó là để gửi nhà xuất bản và hãng đĩa đó, nhờ chuyển lại nhạc sĩ Đài Con Trai. Chứ họ đâu có biết địa vị chú, và chú không biết người đó tác giả là ai nữa. Thì chú bốc cái thơ ra chú xem, thì chú còn nhớ cái người đó tên là Thanh, anh Thanh. Ảnh giới thiệu ảnh là tôi là tên Thanh, và tôi không ngờ là cái hình ảnh mà năm rồi tôi chờ người yêu ấy ở Dương Cung Thánh Đường đó, và được nhạc sĩ nha, dùng chữ nhạc sĩ thôi nha, được nhạc sĩ viết nên ca khúc Hai Mùa Này Anh này. Và tôi không biết tôi có được may mắn là người đàn ông đó hay không, nhưng dầu tôi không phải người đàn ông đó, tôi vẫn cảm ơn nhạc sĩ. Bởi vì tôi mạn phép nhạc sĩ, tôi đem tặng cái đĩa đó với cái người con gái mà đêm đó không có đến nơi hẹn với tôi, và tôi nói hình ảnh đó là tôi, thì người con gái đó mới thấu hiểu được cái tình yêu mãnh liệt của tôi như thế. Mặc dầu giữa tôi cô ấy nó có một sự hiểu lầm, giận nhau, giận nhau mà cũng không đến, nhưng bây giờ chứng minh là cái tình yêu của tôi là đối với cô đó là chân thành. Thành thử là giữa chúng tôi bây giờ rất vui vẻ, và tôi gửi cái thơ này đến nhạc sĩ và cảm ơn nhạc sĩ, dầu cho tôi có đúng hay là không đúng người thanh niên đó. Chú coi cái thơ đó, mình thấy sao mà ở trên đời nó có những cái chuyện mà không ngờ như không thế. Ngờ. Không ngờ. Rồi xong thì chú giúp thơ, chú trả lời lại đi có địa chỉ, và chú hẹn gặp nhau. Lý do để có xem anh chàng này đúng cái mặt có không, đúng không? Bởi vì mình đâu có quen anh ta. Chú chỉ nhớ cái dáng cao cao, người thon thon, không mập lắm mà cũng không đen lắm, không trắng lắm, tóc khớp thế nào, đúng không? Để mình nhận. Thì khi đến quán cà phê gặp nhau, thấy đúng là anh chàng. Ôi trời vậy đó. Tự nhiên là chú thấy là nó có một cái gì gọi là ở trên đời nó có những cái duyên á, cái gì mà không bao giờ biết được. Nó thành thử giữa chú và cái anh Thành đó trở thành bạn nhau. Và khoảng không đầy một năm sau thì cặp đó là đám cưới, và đến đưa cái thiệp, chú đầu tiên nói chú là người đầu tiên mời chú trong cái hàng mà gọi người thân quen. Chú và chú có đi đám cưới với hai vợ đặc lân. Và từ đó là chú có giữ mối liên hệ. Nhưng mà sau đó thì thời cuộc biến chuyển, thời cuộc biến chuyển nó rất có nhiều là không gặp nhau nữa. Và chú cũng không biết bây giờ hai người đó bây giờ ở đâu. Nhưng mỗi mùa Noel về đó, thì khi chú nghe ca khúc Hai Mùa Noel vang lên đó, thì trong lòng vui buồn lẫn lộn. Vui là vì sau mấy chục năm ca khúc mình viết vẫn còn được người nghe, vẫn còn được người hát. Nhưng buồn không biết cái anh chàng ở trong cái ca khúc này bây giờ chân trời góc bể nào, và cuộc sống nó ra sao. Và mình cũng không biết là hai người đó có còn nhớ mình hay không. Và mỗi mùa Noel về đó, thì những kỷ niệm đó nó có làm cho những người đó nhớ về cái chốn xưa không, nhớ về cái nhà thờ cũ không, nhớ về những cái bóng dáng xưa, những kỷ niệm mà có thể nói duy nhất trong đời đó. Đó là cái tình cảm của chú mỗi khi mà hai mùa, cái mùa Noel. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin quý vị cho ban nhạc một tràng pháo tay thật lớn. Thank you. Thank you.
đường. Mùa Noel đó anh dẫn em vào tình yêu. Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu, nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đâu. Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiếp hồng, dìu nhau sẽ lễ đêm đông bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay cho hai đứa bên nhau. Đêm nay sao đường vàng tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Rồi đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Chia tay giã từ, hẹn nhau năm tới khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình trao cho nhau hoa lòng nhẫn cưới thiếp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông bên nhau muôn đời anh ơi. Nhưng nay mùa Noel đến rồi, từng đêm anh vẫn nguyện cầu, cầu cho hai đứa thương nhau. Đêm nay sao đường vàng tiếng kinh cầu, nơi xưa mình em đứng không thấy bóng anh đâu. Nửa đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua như mộng ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Rồi Noel qua bao mộng ước cũng xa rồi, gặp nhau chỉ để thương nhau, yêu nhau chỉ rồi xa. Sau sự thành công của chuyến du lịch Nhật Bản Mùa Xuân Hoa Đào năm 2023, Mi Vân Entertainment xin giới thiệu đến với tất cả quý vị chuyến du lịch Nhật Bản và Đại Hàn vào mùa xuân năm 2024 ngắm hoa anh đào từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2024.
Nhật Bản và Đại Hàn đẹp nhất là vào hai mùa, mùa xuân và mùa thu. Cho nên chuyến hành trình đến đất nước Nhật Bản đầy thú vị vào mùa xuân để cùng chiêm ngưỡng hoa đào, cùng khám phá những địa danh nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc như thủ đô Tokyo, hay ghé thăm Oshinohakai, ngôi làng cổ dưới chân núi Phú Sĩ. Điểm đặc biệt toát lên ở ngôi làng không chỉ bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà còn là hình ảnh của những ngôi nhà truyền thống hay những phong tục tập quán đặc sắc còn được giữ lại trong làng. Tour lần này, quý khách sẽ được trải nghiệm uống trà đạo hay sẽ được trải nghiệm mặc kimono yukata ghé thăm phố cổ Chiyon. Cố đô Kyoto hơn 1.100 năm tuổi của Nhật Bản, nổi tiếng với 4 mùa xuân hạ thu đông. Thăm các thắng cảnh nổi tiếng mùa xuân ở Kyoto, thăm chùa vàng Kim Cát Tự hay chùa Bạc. Bên cạnh đó, du khách sẽ được ghé thăm Nagoya, Nara, Kobe, Osaka. Còn khi đến với Đại Hàn, quý khách sẽ được viếng thăm thủ đô Hán Thành, tức Seoul, thăm cung điện hoàng gia Gyeongbuk, được coi là công trình nghệ thuật nổi tiếng và có phong cách và kiến trúc độc đáo đẹp nhất ở Hán Thành. Chúng ta sẽ tham quan đảo Nami xinh đẹp và bình yên với hệ thực vật hơn 200 loại cây khác nhau và thưởng thức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc Nantaso. Đặc biệt, mỗi vị khách tham dự sẽ được tặng bảo hiểm du lịch và những món quà do Miwon Entertainment gửi đến quý vị. Mọi chi tiết xin liên lạc Jimmy 801-916-2745 hoặc anh Kit 714-261-7888. Miwon Entertainment trân trọng kính mời.